Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ, bước sang ngày mới, công việc tốt lành, vạn sự hạnh thông, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ tư ngày mùng 10 tháng 2 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày 29 tháng 12 năm canh Tý. Ngày này là ngày kỵ sửu tháng kỵ sửu năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hắc đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ bính dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc kim quỹ, giờ đinh mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc bạo quang, giờ kỵ tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc ngọc đường, giờ nhâm thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc tư mệnh, giờ giáp tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thanh long, giờ ất hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ giáp tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ Thuộc Nguyên Vũ giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc câu trần vài ngũ hành ngũ hành niên mệnh tích lịch hỏa ngày kỵ xỉu, tức can chi tương đồng thuộc thổ và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm tích lịch hỏa kỵ tuổi Quý Mùi Ất Mùi ngày thuộc hành hỏa khác với hành kim đặc biệt là tuổi Quý giàu ất mùi thuộc hành kim không sợ hỏa ngày xỉu lục hợp với tý tam hợp với tỵ và dậu thành kim cục xung với mùi hình tuất hại ngọ phá thìn và tuyệt mùi vài tuổi xung khác trong ngày tuổi đinh mùi ất mùi tuổi xung trong tháng tuổi đinh mùi ất mùi và các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao yếu in hay còn gọi là sao thiên quý, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi. Sao xấu trong ngày gồm có sao tiểu hồng sa, xấu mọi việc, sao thổ phủ, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao vãng vong hay còn gọi là sao thổ kỵ, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, khởi công, động thổ sao trùng tang kỵ về cưới hỏi an táng khởi công động thổ xây dựng về nhà cửa sao trùng phục kỵ về giá thú an táng sao chu tước hắc đạo kỵ về nhà mới khai trương sao tam tang kỵ khởi tạo cưới hỏi an táng sao không phòng kỵ về cưới hỏi về hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng đông bắc tài thần hướng chính nam sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày mùng 10 tháng 2 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày mùng 10 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tí xịu nhị hợp cho nên với bạn tuổi Tý đốn một ngày 29 Tết với nhiều niềm vui và cả sự hứng khởi đa phần mọi người đều được nghỉ Tết Bắt đầu từ ngày hôm nay và đây là thời điểm với bạn tuổi Tý dành thời gian cho gia đình của mình ngày hôm nay với bạn tuổi tí cũng đang có được đào hoa khởi vượng một cách rõ rệt. Bạn mệnh là người thông minh, tràn đầy sức sống, cho nên đi đâu cũng có người yêu kẻ mến. Đối với những bạn đã có nửa kia hay là đã có gia đình thì đều có những kế hoạch hâm nóng tình cảm trong ngày nghỉ Tết đầu tiên thế này. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi tí lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, làm cho bạn có được sự hăng hái giúp đỡ người thân để chuẩn bị đón Tết. Thời điểm này, ngay cả những công việc lặt vặt trong gia đình cũng có thể đem đến cho bạn có được những sự trải nghiệm hào hứng, đặc biệt là nếu nửa kia của bạn luôn ở bên cạnh bạn. Và ngày này với bạn tuổi Tý nếu như có ý định xuất hành đi xa trong ngày thì bạn nên xuất hành theo những hướng tốt để gặt hái được nhiều may mắn, hướng tốt đó là hỷ thần, hướng đông bắc và tài thần, hướng chính nam. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim nhận được sự yêu mến của nhiều người, tử vi tuổi bính tý thuộc thủy dành nhiều thời gian cho gia đình, người thân, tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa đào hoa khởi sắc Tình duyên ấm áp, từ vi tuổi canh tí thuộc thổ, hào hứng giúp đỡ mọi người để đón Tết sang, từ vi tuổi nhâm tí thuộc mộc nên xuất hành theo những hướng tốt trong ngày. Vài đánh giá của ba tuổi tí trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 9, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lam, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Sửu thứ tư ngày mùng 10 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh cho nên với bạn tuổi Sửu đang có được báo hiệu cái con đường tài lộc của bạn rất ổn định trong ngày hôm nay thậm chí có phần dư giả nhờ khoản khoản tiền thưởng Tết của bạn trước đó vì vậy, với bạn tuổi Sửu không cần phải lo lắng về vấn đề tài chính trong lúc này, với bạn hoàn toàn có thể yên tâm để chi tiêu trong những ngày Tết, nhưng bạn cũng không nên vì thế mà vung tay mua sắm quá đà. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thổ khí vượng nhắc nhở bạn tuổi xỉu nên chú ý tới vấn đề ăn uống để bảo vệ sức khỏe cho mình. Dịp Tết là thời điểm mọi người được nghỉ ngơi, xả láng sau một năm làm việc bận rộn, cho nên các kế hoạch về tụ tập liên hoan liên tục được diễn ra. Nếu như bạn tuổi xỉu dùng nhiều đồ kích thích, ăn uống không lành mạnh, rất có thể sẽ gặp phải một số vấn đề về sức khỏe ngay trước thềm năm mới với bạn. Đây là điều không hề muốn chút nào. Vài tử vi tuổi ất xỉu thuộc kim, tài lộc dư giả, tha hồ sắm tết, tử vi tuổi đinh xỉu thuộc thủy nên xây dựng kế hoạch mua sắm hợp lý, tránh vung tay quá trán, tử vi tuổi kỷ xỉu thuộc họ nên chú ý tới vấn đề ăn uống để bảo vệ sức khỏe cho mình, tử vi tuổi tân xỉu thuộc thổ tránh sử dụng nhiều đồ kích thích có hại cho cơ thể từ vi tuổi quý sửu thuộc mộc tụ tập liên hoan một cách lành mạnh vài đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 2 số 8 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi Tý tuổi Dậu tuổi tỵ Từ vi tuổi dần thứ tư ngày mùng 10 tháng 2 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ tư này với ba tuổi dần cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi dần trong ngày này đang gặp được ngày có kiếp tài chiếu mệnh nhắc nhở bạn tuổi dần có thể sẽ gặp họa phá tài do những suy nghĩ thiếu cẩn trọng thậm chí có thể mất tiền oan và còn chẳng hề hay biết nữa với bạn tuổi dần đôi khi quá tin người ai nói gì cũng chẳng hề nghi ngờ ấy thế nên mới dễ bị lừa gạt đến như vậy Ngoài ra, bạn tuổi dần đang có những quyết định trọng đại, bạn nên suy nghĩ cẩn thận hoặc lùi lại một vài ngày để suy nghĩ cho thấu đáo hơn. Trong dịp nghỉ Tết, bạn hãy cứ vui hết mình và quảng hết nỗi lo về gánh nặng sang một bên. Bên cạnh đó, trong ngày thứ tư này với bà tuổi dần lại đang gặp ngày có mọc khắc với thổ. Cái điều này cho thấy với bà tuổi dần cần phải nhú nhường hơn chút nữa. Đừng có quá an thua nhau mà làm gì, nhất là đối với người thân yêu trong gia đình. Những ngày Tết đến xuân sang, gia đình hòa khí mới là điều quan trọng hơn cả. Về từ vi tuổi giáp dần thuộc thủy có thể gặp họa phá tài do thiếu cẩn trọng từ vi tuổi bính dần thuộc họ có nguy cơ mất tiền oan nhưng không hề hay biết từ vi tuổi mậu dần thuộc thổ không vội vàng quyết định các vấn đề trọng đại về từ vi tuổi canh dần thuộc mộc nên kiên nhẫn và nhún nhường hơn đối với người thân. Từ vi tuổi nhâm dần thuộc kim cứ vui hết mình trong những ngày Tết đến xuân sang về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ tư này. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão thứ tư ngày mùng 10 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này với ba tuổi Mão cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này đang gặp được tỷ kim chiếu mệnh. Cho nên với bạn tuổi tuổi Mão có phần quyết đoán và không để cho mọi chuyện xảy ra trái với ý mình. Bạn tuổi Mão, bạn là người tháo vát và biết cách thể hiện vai trò quản lý trong gia đình của mình. Chẳng mấy khi cả gia đình có dịp về tụ tập đông đủ như thế này, với bà tụi Mão cũng thường đưa ra các ý tưởng độc đáo để gắn kết cả gia đình. Mọi người đều rất ngạc nhiên với khả năng nắm trò của bạn nữa đó bên cạnh đó vận trình ngày thứ tư này với bạn tự mão lại đang gặp ngày có màu khác với thổ lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là bạn cần phải chú ý tới cách nói chuyện của mình dù trong lúc nóng nảy hay là không hài lòng với ai đó thì bạn mệnh cũng phải để ý cách ăn nói đặc biệt là càng đối với người thân thiết lại càng phải cẩn trọng và bạn tuổi mão, bạn có biết những lời mỉa mai, cạnh khóe của bạn chính là nhân tố khiến cho tình cảm có sự rạn nứt. Tết là dịp vui vẻ, chẳng ai lại muốn ôm nỗi hậm hực bằng mặt mà không bằng lòng với nhau vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy chú ý cách nói chuyện với những người xung quanh tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa nên quyết đoán tháo vát có vai trò quan trọng trong gia đình tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ luôn tìm cách gắn kết tình cảm của gia đình tử vi tuổi tân mão thuộc mộc nên suy nghĩ trước khi nói để giữ hòa khí với mọi người tử vi tuổi quý mão thuộc kim cách nói mỉa mai khóe cạnh của bạn gây tổn thương rất lớn cho người khác. Vài đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn thứ tư ngày mùng 10 tháng 2 năm 2021. Xem từ vi ngày thứ tư này với ba tuổi thìn cho chúng ta thấy là vận trình của ba tuổi thìn trong ngày này đang có điểm báo bạn phải trải qua một ngày với nhiều sóng gió xảy ra với mình khi đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình sông tìn thuốc thìn tuất xỉu mùi gây ra. Ảnh hưởng của cục diện này khiến cho đôi lứa thiếu đi sự tin tưởng, thiếu đi sự tinh tế khi đối thoại, gây ra những giận hờn và tổn thương cho nhau. Tuy nhiên, nhờ có chính tài chiếu mệnh, cho nên với bạn tuổi thìn trong ngày này lại đang nhận được nhiều nguồn thu nhập đáng kể. Đó có thể là tiền thưởng, quả biếu hoặc là lợi nhuận kinh doanh buôn bán của bạn trước đây. Dù cũng phải chi tiêu tết không ít, nhưng với bạn tuổi thìn, nhìn chung cái nguồn tài chính của bạn vẫn không bị tác động quá lớn. Đây quả thực là tin mừng để cho bạn mệnh đốn một cái Tết ấm no. Và ngày này với bà Tử Thìn là ngày tốt để cho bạn thực hiện xuất hành đi xa, nhưng việc giá thú thì bạn cần phải tránh. Bạn mệnh có thể cùng gia đình đi dạo phố, ngắm không khí tràn ngập phố phường để cảm nhận cái Tết đang đến rất gần nữa. Về từ vi tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ tình cảm đôi lứa trục trặc có dấu hiệu rạn nứt, tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, giận hờn, tổn thương khiến cho tình yêu dần xuất hiện khoảng cách, tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc cái nguồn tài chính của bạn có được đáng kể, đốn tết, ấm no. Từ vi tuổi canh thìn thuộc kim, ngày tốt để xuất hành nên chọn hướng tốt để gặp nhiều may mắn. Từ vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy có thể đưa ra, đưa cả gia đình đi du xuân, ngắm cảnh phố phường. Vậy đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng đất, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi giàu, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ thứ tư ngày mùng 10 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi tỵ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tỵ trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp tỵ dậu sửu phù trợ cho nên con đường tình duyên của bạn tuổi tỵ khá chi là lý tưởng. Với bà tuổi tỵ không có gì phải lo lắng về đối phương, bạn biết rằng người ấy đang yêu thương mình rất chi là nhiều. Vào thời điểm này, bạn tuổi tỵ chắc chắn về lựa chọn của quân tim mình, cho nên thẳng thắn đối mặt chứ không muốn đi đường vòng thêm nữa. Bạn vốn là người thông minh, nhưng trong chuyện tình cảm thì bạn lại dễ hành động thiêu cảm tính. song lần này thì cảm tính của bạn đã giúp cho bạn nắm được hạnh phúc trong tầm tay. Tuy nhiên, ngày thứ tư này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi tỵ vẫn có thể sẽ gặp chút sóng gió trong các mối quan hệ xã giao. Bạn bị đẩy vào tình huống khó xử, nếu làm hài lòng người này thì lại mất lòng người kia và ngược lại, không thể làm đẹp được tất cả đôi bên. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ, bạn lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng, hỗ trợ cho sức khỏe của bạn mệnh rất chi là nhiều cơ thể của bạn đã có dấu hiệu cải thiện sau một thời gian dài tập luyện thể dục thể thao đều đặn kết hợp với chế độ ăn uống khoa học nhờ đó tết này bạn hoàn toàn có thể yên tâm về thể chất tuyệt vời của mình nữa rồi vài từ vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa tình duyên lý tưởng đào hoa nở rộ từ vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ thẳng thắn đối mặt với tình cảm của bản thân từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc lựa chọn theo cảm tính mang về hạnh phúc ngoan ngào từ vi tuổi tân tỵ thuộc kim cái mối quan hệ xã giao của bạn khó chu toàn cả hai bên từ vi tuổi quý tỵ thuộc thủy sức khỏe ổn định yên tâm đón tết Vài đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi tuất, tuổi mùi. từ vi tuổi ngọ thứ tư ngày mùng 10 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này với bà tuổi ngọ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi ngọ trong ngày hôm nay đang chịu tác động của cục diện ngũ hành ngọ xỉu tương hại cho nên với bạn tuổi ngọ đang cảm thấy không mấy vui vẻ Dù đã là ngày nghỉ Tết đầu tiên, nhưng với bạn tuổi ngọ vẫn còn nhiều mối bận tâm về công việc chưa thể giải quyết xong bạn tự ngọ, bạn vốn là người nóng nảy, bạn dễ trở nên cáu gắt với những người xung quanh khi mọi chuyện tín trịn không được như ý muốn. Hơn nữa, với bạn tự ngọ, càng thêm khó chịu khi cảm thấy một mình mình đang phải gánh quá nhiều việc mà không có ai trợ giúp, giúp đỡ trong lúc này. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi ngọ, bạn lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bà tuổi ngọ, có điều gì đó khó chịu ở trong lòng thì nên thẳng thắn nói chuyện với mọi người để cùng tìm cách giải quyết. Đừng có nên để niềm vui ngày Tết bị nỗi buồn xâm chín. Ngày này, với bà tuổi ngọ cũng đang gặp được ngày có họa dưỡng cho kim cho nên con đường tình duyên của bạn mệnh lại được khởi sắc rõ rệt. Dù bạn khá nóng nảy, nhưng không vì thế mà người ấy ghét bỏ, trách mắng, đối phương đã quá hiểu và thông cảm cho bản tính của bạn, cho nên bỏ qua mà thôi. Về từ vi tuổi giáp ngọ thuộc kim chưa được nghỉ ngơi do công việc có nhiều rắc rối. Từ vi tuổi bính ngọ thuộc thủy dễ cáo gắt, trút giận lên người khác. Từ vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa nên thẳng thắn tâm sự những nỗi khó chịu để cùng tìm cách giải quyết. Từ vi tuổi canh ngọ thuộc thổ, tình cảm khởi sắc, nửa kia luôn quan tâm và thông cảm. Từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, bực dọc vì thấy một mình mình giải quyết quá nhiều công việc. Vài đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp, ba sao, tài lộc, 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mùi, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ tư ngày mùng 10 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ tư này với bà tuổi mùi cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi mùi trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngộ hành tứ hình xung thìn tuất xỉu mùi cho nên với bà tuổi mùi một ngày nghỉ tết đầu tiên với bạn trôi qua không được mấy suôn sẻ cho lắm có những chuyện bạn cứ nghĩ mình hiểu rõ và không muốn nghe theo lời khuyên của bất cứ ai. Đây là nguyên nhân khiến cho bạn vướng phải nhiều rắc rối và để tránh những phiền phức không đáng có xảy ra với mình thì bạn tuổi mùi cần nên chú ý tới cách ăn nói tránh làm mất lòng người đối diện kể cả có lòng tốt Muốn góp ý, bạn cũng nên dùng những từ ngữ uyển chuyển để không khiến cho người nghe bị tổn thương. Tuy nhiên, trong ngày này với bạn tuổi mùi lại đang có được sự hỗ trợ của thiên tài chiếu mệnh cho nên con đường tài lộc của bạn tuổi mùi lại có được sự khởi sắc. Với bạn tuổi mùi, chẳng cần phải lo lắng về vấn đề tài chính, bạn có thể yên tâm chi tiêu trong những ngày Tết, nhưng cũng đừng vì thế mà phóng tay, mua sắm quá đà. Bên cạnh đó, vận trình ngày này với bạn tuổi mùi lại đang gặp ngày có thổ khí vượng, cho thấy bản mệnh tuổi mùi cần phải chú ý chăm lo cho sức khỏe của mình bạn tuổi mùi có thể vì những chuyện căng thẳng trước đó mà dễ gặp phải những vấn đề về đường tiêu hóa, ăn uống kém ngon miệng về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim nên học cách lắng nghe lời khuyên từ những người khác tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy cần chú ý cách ăn nói để không vướng phải những rắc rối tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa nên dùng những từ ngữ uyển chuyển khi góp ý người khác tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ tài vận được dư giả yên tâm chi tiêu trong những ngày tết tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc căng thẳng khiến cho bạn ăn uống kiếm ngon miệng Vài đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này: Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 7, số 9, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. tử vi tuổi thân thứ tư ngày mùng 10 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này với bà tuổi thân cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh cho thấy về gia đạo của bạn tuổi thân trong ngày hôm nay rất chi là êm ấm, vợ chồng đồng lòng, con cái ngoan ngoãn. Bạn tuổi thân, bạn là người biết cách chăm lo cho những người thân yêu của mình, cũng như là vun viết hạnh phúc gia đình cho nên tình cảm của mọi người luôn đi lên. Tuy nhiên, với bà tử thân, nếu gặp khó khăn có, bạn cũng có thể chia sẻ với những người thân về những gian nan của mình. Chắc chắn mọi người đều rất lo lắng khi thấy bạn vất vả như vậy và luôn sẵn sàng san sẻ gánh nặng với bạn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này với bà tử thân lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cho thấy nửa kia của bạn là người thấu hiểu. Bạn nên tâm sự những điều chất chứa ở trong lòng với nửa kia của mình để hai người cùng thảo luận và tìm ra cách giải quyết thỏa đáng nhất. Hai người cùng suy nghĩ thì dù vấn đề có khó khăn, phức tạp đến mấy cũng đơn giản và nhanh chóng hơn rất nhiều ngày này với bạn tuổi thân là ngày 29 âm lịch thiêu hại tượng lãn hông thì trong ngày này nhân thần ở phía xương cùng đầu gối bàn chân và sau ống chân vì vậy với bạn tuổi thân nên tránh mọi sự tác động tổn thương va chạm mộ xẻ, châm chích lên các vị trí này về từ vi tuổi giáp thân thuộc thủy gia đạo êm ấm vợ chồng đồng lòng, từ vi tuổi bính thân thuộc họ biết cách chăm lo và vun vén cho hạnh phúc gia đình, từ vi tuổi nhâm thân thuộc thổ nên chia sẻ những gian nan mà mình gặp phải với người thân, từ vi tuổi canh thân thuộc mộc nửa kia luôn thấu hiểu và thông cảm, từ vi tuổi nhâm thân thuộc kim tránh va chạm, mộ xịa ở vị trí xương cùng, đầu gối, bàn chân. Vài đánh giá của bạn tử thân trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 7, số 8, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phụ trợ tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ Từ vi tuổi Dậu thứ tư ngày mùng 10 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Dậu trong ngày này đang gặp được ngày cúc cục diện ngũ hành tam hợp tỷ Dậu Sửu phù trợ cho nên với bạn tuổi Dậu nhờ thế mà có thể yên tâm ngủ ngon và cho phép bản thân mình thức dậy muộn trong ngày hôm nay sau những ngày mà bạn đã vất vả chèo trống trong suốt thời gian vừa qua. Thời điểm này, những mâu thuẫn trước đó cũng dần được hóa giải, các mối quan hệ về tình cảm trở nên hài hòa và tốt đẹp hơn hẳn, đặc biệt là tình cảm gia đình bền chặt hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi giàu, lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cho thấy cái mối nhân duyên của bạn tuổi dậu đang rất tốt đẹp. Bạn và người ấy càng trở nên thấu hiểu lẫn nhau, cả hai đều trân trọng và cố gắng vun viến cái mối quan hệ này. Và với bạn tuổi dậu, nếu như hai bạn chưa đi tới hôn nhân thì hai bạn có thể bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Có thể là sau Tết, chắc chắn hai bạn sẽ nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy được nghỉ ngơi thoải mái sau những vất vả suốt thời gian vừa qua tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa mọi mâu thuẫn đều được hóa giải tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ gia đình hạnh phúc quan hệ xã giao hài hòa tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc cái mối quan hệ giữa vợ chồng được tốt đẹp tử vi tuổi quý dậu thuộc kim đôi lứa có thể tính đến chuyện kết hôn nữa rồi Vài đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 6, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ tuổi sửu tuổi thìn. từ vi tuổi tuất thứ tư ngày mùng 10 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này với bà tuổi tuất cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi tuất trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất xỉu mùi, cho nên với bà tuổi tuất có phần thẳng thắn quá mức, đặc biệt là khi đối thoại với người có quan điểm trái chiều với bà tuổi tuất cần phải chú ý cách diễn đạt của mình để không gây ra những rắc rối. Hơn nữa, về phương diện tình cảm của bạn tuổi Tuất trong ngày hôm nay cũng không thật sự được suôn xỉa. Trước sự thúc giục của gia đình, người thân, bạn tuổi Tuất cảm thấy vô cùng là đau đầu về mệt mệt mỏi, nhất là khi tình cảm đơn phương của bạn lại chẳng hề nhận được sự hồi đáp của người ấy. May mắn là trong cái vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh cho nên bạn tử Tuất không cần phải quá lo lắng về vấn đề tài chính trong lúc này. Bạn biết cân đối cái việc chi tiêu để không rơi vào cảnh nợ nần. Hơn nữa, thu nhập từ công việc chính và khoản Tết thưởng Tết cuối năm của bạn cũng khá đủ để cho bạn trang trải cuộc sống trong những ngày Tết. Và ngày này với bạn tuổi tuốt, những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về vị trí đồ đạc hay là tiến hành dịch tiến hành sửa chữa đục đẽo bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi vài tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ nên chú ý cách diễn đạt không nên đối thoại gay gắt tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc tình cảm đơn phương không được đáp lại tử vi tuổi canh tuất thuộc kim tài chính được ổn định biết cách chi tiêu cân đối, tử vi tuổi nham tốt, thuộc thủy, không nên sửa chữa, di chuyển đồ đạc. Về đánh giá của bà tử tuốt trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi dần tuổi ngọ Từ vi tuổi hợi thứ tư ngày mùng 10 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này với ba tuổi hợi cho chúng ta thấy là vận trình của ba tuổi hợi trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hội nâng đỡ cho nên với bà tuổi hời, bạn tuổi hợi bạn đón nhận một ngày nghỉ tết với tinh thần cực kỳ là phấn chấn và hào hứng, bạn đã vạch ra sẵn cho mình những kế hoạch cần thực hiện trong năm 2021 và giờ là lúc bạn được nghỉ ngơi để lấy lại sức sau những ngày mệt mỏi vừa qua. và trong ngày này với bà tuổi Hợi, bạn hãy giúp đỡ người thân dọn dẹp và trang hoàng lại nhà cửa đồng thời tranh thủ hội tham những người bạn, người họ hàng đã lâu không gặp mặt nữa. Bên cạnh đó, trong ngày này với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh cho thấy với bà tuổi hợi bạn biết mình làm gì để giữ được trái tim của người ấy tình yêu chẳng thể gọi là bền vững mãi mãi bạn cần phải luôn hành động để hâm nóng tình cảm của cả hai người tuy nhiên á ngày này với bà tuổi hợi lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc cho thấy với bạn sức khỏe của bạn đang khiến cho bạn phải đau đầu, một số dấu hiệu thất thường của cơ thể khiến cho bạn cảm thấy lo lắng và bạn cần phải đi khám bác sĩ kịp thời để có thể ăn Tết được thoải mái, yên tâm hơn. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc họ nên chú ý tới sức khỏe, đi khám ngay khi có dấu hiệu bất thường. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ, tinh thần phấn chấn, hào hứng để đón Tết. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc, cần giúp đỡ người thân, dọn dẹp và trang hoàng lại nhà cửa. Tử vi tuổi tân hợi thuộc kim biết cách hâm nóng tình cảm để giữ trái tim mình với người ấy. Tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy tranh thủ hội thăm những người bạn họ hàng đã lâu không gặp. Vài đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1 số 6, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi mão, tuổi dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.